Em nào, ăn đòn đấy, không chấp nhận được. Đã ngu lại còn không biết hát. Nào. Ngày nào có đâu thì luôn đi đến cho nhau bấy nhiêu, mà giờ người ta lạnh lùng đến thế, dù mình muốn chiều chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều. Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho đi ngủ luôn ạ. Đi ngủ ạ? Mày thường ngày cái gì đấy?